Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, mới đây tại hội nghị về tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã thẳng thắn đặt vấn đề, phải chăng kiểm tra chuyên ngành là thủ tục để hành doanh nghiệp chứ không phải là mục tiêu chống gian lận thương mại? Trước thực tế, số lượng hàng hóa phải kiểm tra vẫn chiếm tỷ trọng lớn, hiệu lực kiểm tra chuyên ngành và tỷ lệ phát hiện sai phạm thì thấp, tính tới cuối năm 2017 là dưới 1%. Bên cạnh đó, thì số lượng văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi bổ sung cũng tương đối nhiều, cũng như là việc chồng chéo, trùng lặp giữa các bộ ngành trong kiểm tra chuyên ngành vẫn phổ biến. Vậy trong thời gian vừa qua, thì các cơ quan chức năng đã đưa ra những định hướng và giải pháp để cắt giảm kiểm tra chuyên ngành hỗ trợ cho doanh nghiệp ra sao? Đây sẽ là nội dung chính chúng tôi đề cập đến trong chương trình Tài chính thuế tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây. Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy, việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành thời gian qua vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Mới chỉ có khoảng 6% mặt hàng được đưa ra khỏi diện phải kiểm tra chuyên ngành và 63 trên 164 danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành chưa được các bộ quản lý chuyên ngành ban hành chính thức. Ngoài ra, việc vận hành cơ chế hải quan một cửa quốc gia kết nối Tổng cục Hải quan với các bộ ngành hiện nay chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Bởi đa số các cơ quan, đơn vị đều mới áp dụng điện tử một phần nên phải vừa thực hiện thủ tục điện tử vừa yêu cầu phải nộp hồ sơ giấy. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại điểm kiểm tra tập trung ở các cửa khẩu cũng không giải quyết được các vấn đề rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, do thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn phải thực hiện ở các đơn vị chuyên môn. Những vướng mắc về xác định, tham vấn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn chưa được giải quyết. Theo thông tư số 52 năm 2015 của Bộ Y tế quy định, việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, quy định thời gian cấp giấy chứng nhận y tế đối với thực phẩm xuất khẩu là 2 tuần. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp phải mất từ 3 đến 4 tuần mới xin được giấy chứng nhận này. Thêm vào đó, mỗi chứng nhận y tế chỉ được sử dụng cho từng lô hàng cụ thể. Điều này làm mất rất nhiều thời gian và phát sinh hàng tỷ đồng chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp mỗi năm. Một bất cập khác được doanh nghiệp đề cập là danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan vẫn quy định quá rộng. Ví dụ thông tư số 25 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định các sản phẩm chế biến từ sữa thuộc diện phải kiểm dịch động vật, trong khi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm từ sữa cho rằng quy định này là quá rộng và không cần thiết đối với các sản phẩm sữa đã qua chế biến, gia nhiệt vì không còn khả năng gây ra dịch bệnh. Những điểm còn hạn chế này ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây khó khăn, tốn kém cả về thời gian và chi phí. Vâng, thưa quý vị, hiện nay trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành thì rất nhiều doanh nghiệp còn chưa rõ ràng về các loại hàng hóa phải thực hiện kiểm tra. Điều này đã gây bất cập trong thực tế triển khai khi các chủ thể áp dụng sẽ khó khăn trong nhận diện các loại hàng hóa phải được kiểm soát. Bên cạnh đó thì cũng chưa có sự đồng bộ trong quy trình vận hành giữa các hoạt động kiểm tra chuyên ngành liên quan tới kiểm tra chất lượng hàng hóa cũng như là triệt để khi triển khai. Mời quý vị đến với ghi nhận sau đây. Chuyên cung cấp sắt thép trong xây dựng, đại diện doanh nghiệp này cho biết, đối với những sản phẩm có giá trị lớn bị cắt một góc để kiểm tra thì giá trị kinh tế không còn nữa. Cụ thể, đối với những tấm thép lớn của doanh nghiệp sau khi bị cắt chỉ còn dùng để lót nền. Nhiều khi nếu mà không thông quan thì có thể là doanh nghiệp là không có dám bán hàng và không giao đơn được, nên là khi mà giá nó xuống thì thiệt hại doanh nghiệp rất lớn. Đó, cái đó là cái mà chi phí nó tăng, nếu hàng mà về không bán ngay mà để thì nó sẽ về cái giá xuống, nói là còn là chi phí ngân hàng, kho bãi rồi kia, rất nhiều cái chi phí đi theo. Hay những lô hàng được công ty này nhập về, trong đó có sản phẩm sữa, đại diện doanh nghiệp cũng cho hay trước khi nhập khẩu về đã phải qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nước xuất khẩu kiểm tra và cấp cho 2 giấy chứng nhận phù hợp an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hộp sữa dinh dưỡng này vẫn phải kiểm tra thêm 2 lần nữa, đó là kiểm dịch động vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương trước khi thông quan. Mỗi lần kiểm tra như thế thì thường nó sẽ mất rất nhiều là chi phí, hoặc đặc biệt đối với lại sản phẩm sữa thì là rất mất rất nhiều là mẫu, cho nên nó cũng liên quan đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Diện kiểm tra chuyên ngành rất là rộng, những danh mục mặt hàng hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp cũng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ấy, là hiện nay các bộ đã giải thích là quá rộng so với quy định của luật. Theo như ý kiến của các anh ở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường thì đáng lẽ cái diện hàng hóa quản lý chuyên ngành nhóm 2 ấy,
nó là trên cái đỉnh của một hình nón, thì hiện bây giờ nó lại ngược lại, nó lại trở thành cái đỉnh của một cái hình nón lộn ngược, tức là cái diện càng ngày càng mở rộng hơn so với luật. Thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành tuy đã giảm hơn trước nhưng vẫn còn dài, dẫn tới nhiều rủi ro cho doanh nghiệp như chi phí lưu kho bãi, phạt hành chính do chậm thông quan, lỡ cơ hội kinh doanh. Chi phí kiểm tra chuyên ngành quá lớn, đặc biệt là chi phí kiểm tra hiệu suất năng lượng, chi phí kiểm dịch thú y và phí kiểm tra hiệu suất năng lượng và phí kiểm tra thức ăn chăn nuôi. Một cái điểm nữa đó là về quản lý chuyên ngành mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua, vì đây là một trong những cái yếu tố mà cản trở cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là giao thương, xuất nhập khẩu và tham gia các hiệp định thương mại của Việt Nam. Và chúng có một thực tế rằng là cái số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành đang ngày càng nhiều và số lượng đang ngày càng lớn. Theo các chuyên gia, việc vận hành cơ chế hải quan một cửa quốc gia kết nối Tổng cục Hải quan với các bộ ngành chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia chưa nhiều và tồn tại những chồng chéo bất cập do quy định trong văn bản pháp luật được xây dựng theo phương thức thủ công truyền thống, thiếu sự phối hợp, liên kết giữa các thủ tục hành chính liên quan đến nhau, dẫn đến còn nhiều thông tin chứng từ không cần thiết. Hiện đại hóa thì phải nói rằng là nếu muốn hiện đại hóa thì bây giờ phải là chính phủ điện tử, phải thực hiện nó cao hơn nữa là phải số hóa. Mà đã điện tử hóa thì không phải ở mức hoàn toàn là phải trực tuyến, chỉ bằng giấy tờ điện tử, không cần phải giấy tờ, không cần phải tiếp xúc trực tiếp. Mọi cái việc là xử lý này đều phải ở trên hệ thống. Và sau đó thanh toán mọi thứ chi phí cũng phải là trực tuyến online. Để có như vậy thì và kết nối được tất cả những bộ ngành có liên quan. Không những kết nối bộ ngành có liên quan mà kết nối được doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, kết nối các cảng biển với cơ quan nhà nước, kết nối các cái cơ quan doanh nghiệp thẩm định kiểm nghiệm thử nghiệm với cơ quan nhà nước, phải kết nối được hết như thế và chúng ta có một dữ liệu dùng chung thì chúng ta sẽ, đó mới là hiện đại. Cũng theo tính toán của các chuyên gia, nếu giảm được một ngày thủ tục thông quan sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng $200 một lô hàng. Bởi vậy, cải cách hành chính nói chung và ngành hải quan đã và sẽ tạo môi trường minh bạch, thuận lợi giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu góp phần tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước sớm hòa nhập với khu vực và toàn cầu. Cải cách thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong những năm gần đây. Nghị quyết số 19 năm 2018 yêu cầu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 đến 27% hiện nay xuống dưới 10%. Trong thời gian tới thì ngành hải quan cũng các bộ ban ngành sẽ có giải pháp như thế nào để làm giảm gánh nặng thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan và cắt giảm chi phí, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả môi trường kinh doanh. Mời quý vị theo dõi tiếp những ghi nhận sau đây. Nghị định số 15 năm 2018 của Chính phủ về an toàn thực phẩm ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 được đánh giá là một cuộc cách mạng về cải cách thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành, mang đến những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Theo tính toán của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, nghị định sẽ giảm 90% chi phí hành chính, giúp tiết kiệm 10 triệu ngày công và 3.700 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cải cách thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều dư địa cải cách. Mặc dù chúng ta có rất nhiều những cái nỗ lực trong cái việc cắt giảm các cái thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành, nhưng mà cho đến thời điểm này thì các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động xuất nhập khẩu chúng ta vẫn cao gấp 3 lần so với các cái nước ASEAN 4. Và điều đó cho thấy là những cái nỗ lực là chưa đủ mức và chúng ta vẫn có cái dư địa rất lớn trong cái cải cách hành chính trong cái lĩnh vực này. Và sắp tới thì cái yêu cầu có một cái sự phối hợp đồng bộ hơn của các bộ ngành trong việc giảm một cách thực chất các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh. Cơ chế một cửa quốc gia được triển khai từ tháng 11 năm 2014 và được xây dựng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành và thông báo kết quả kiểm tra trực tuyến, đồng thời thực hiện cam kết quốc tế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh bằng phương thức điện tử phi giấy tờ, góp phần giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
việc xây dựng một nghị định mới về cơ chế một cửa và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là quan trọng và kịp thời trong bối cảnh hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO mà Việt Nam là thành viên đã có hiệu lực từ tháng 2 năm 2017. Bên cạnh đó, Nghị quyết 19 năm 2018 của Chính phủ lần 5 đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, dự thảo nghị định cơ chế một cửa quốc gia sẽ giúp cho Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi thương mại hơn nữa cho các doanh nghiệp thông qua việc đơn giản thủ tục hải quan và thủ tục xuất nhập khẩu. Mặc dù cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những cải tiến tạo thuận lợi trong quá trình thông quan hàng hóa, tuy nhiên, còn một số điều trong nghị định cơ chế một cửa quốc gia mới chỉ điều chỉnh đối với một số thủ tục hành chính cụ thể và không đảm bảo tính bao quát chung để phục vụ cho việc triển khai mở rộng thủ tục hành chính điện tử. Điện tử nhưng mà nửa vời. Vì sao mà nói câu chuyện như thế? Bởi vì có những tình huống là doanh nghiệp sau khi có những cái kết quả phản hồi của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thì vẫn phải thông báo cho các cơ quan hải quan rằng là đã có cái kết quả đó, hoặc thậm chí phải in ra hay là phải gọi điện để đọc số. Thế thì khi mà đọc vào dự thảo nghị định thì tôi phát hiện ra một vấn đề rằng là hiện tại trong dự thảo nghị định đã quy định được cái câu chuyện là kết nối giữa cổng với cả cơ quan quản lý chuyên ngành, kết nối giữa cổng với doanh nghiệp, và cơ quan hải quan có trách nhiệm ra quyết định thông quan trên cái nền đấy, nhưng đang không có một cái điều khoản nào quy định về cái việc là kết nối giữa cổng với chính các cơ quan hải quan. Hình dung một cách đơn giản là giống như kiểu chúng ta chạy một cái đường dây điện, gọi là một cái đường điện cao thế, những cái phần dây để kết nối cho người dân thì lại đang còn bị thiếu. Theo đại diện Tổng cục Hải quan, do phạm vi áp dụng của dự thảo nghị định cơ chế một cửa quốc gia rộng, nhiều nội dung mới liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và pháp luật chuyên ngành. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định cơ chế một cửa quốc gia trước khi trình chính phủ ban hành, Tổng cục Hải quan mong muốn cơ quan bộ ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cho ý kiến để hoàn thiện nghị định. Để đảm bảo cái hành lang pháp lý, chúng ta triển khai cái nghị định về thủ tục hải quan điện tử cũng như là một cửa quốc gia, cũng như là kết hợp với việc cắt giảm các thủ tục hành chính thông qua cái kiểm tra chuyên ngành để làm cơ sở cho các cái tiếp tục cái lộ trình của chính phủ để sửa các cái nghị định khác của quản lý chuyên ngành, tránh chồng chéo cũng như là đảm bảo cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành một cách thông thoáng, minh bạch và giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nghị định đi vào thực tiễn, rất cần sự chung tay của các cơ quan chức năng, bộ ban ngành để hoàn thiện hơn nữa các thủ tục, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong kiểm tra chuyên ngành, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Liên quan đến các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, ngày 30 tháng 8, tại phiên họp báo cáo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, kiểm tra chuyên ngành hiện nay đã cải thiện hơn nhiều nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Về thủ tục kiểm tra chuyên ngành thì tổng số có 9.926 thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Liên quan đến hàng hóa xuất khẩu thì các bộ dự kiến đơn giản một cắt bỏ 6.003 cái dòng hàng. Đến nay đã chính thức cắt giảm được 1.689 dòng hàng, đạt 34% so với yêu cầu của chính phủ, tức là muốn so yêu cầu là cắt giảm yêu cầu phải 50% theo nghị quyết 01 của chính phủ. Nhìn chung ấy thì tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và đã cải thiện hơn so với tháng trước, nhưng cái tỷ lệ này vẫn đạt thấp. Văn phòng Chính phủ cũng kiến nghị các bộ tập trung gấp rút hoàn thành các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh còn nợ đọng trình Chính phủ thông qua hoặc ban hành theo thẩm quyền. Các bộ cần tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các văn bản để chính thức áp dụng đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh và danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện phải thực chất, khắc phục triệt để những bất cập hiện nay, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục gặp lại quý vị trong những chuyên đề tiếp theo với những thông tin về kiểm tra chuyên ngành tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp. Mời quý vị theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.